Khó hiểu, style lặng lẽ ngồi im, giựt cam theo beat của Phan Huy bất ngờ thành xu hướng. Trai xinh gái đẹp thi nhau học hỏi, trùng cuối gây sốt với vẻ đẹp phi giới tính. Trong khi các nhà sáng tạo nội dung khác nghĩ ra đủ content, kịch bản, đầu tư bối cảnh góc quay cho một clip chỉ vài chục giây, thì Phan Huy lại gây sốt khi trở thành một lối đi riêng biệt. Lướt trang TikTok của anh chàng, hàng loạt video đạt hàng trăm nghìn view, thậm chí cả triệu view. Nhưng điều đặc biệt là anh chàng này chỉ có đúng một góc quay, một filter trước khuyên môi cùng hành động duy nhất là giật cam và nhét miệng theo beat nhạc có sẵn mà thôi. Lạ ở chỗ, phong cách này bất ngờ trở thành trend mới, thu hút nhiều trai xinh gái đẹp nhập hội. Ai cũng đều dùng chiếc filter đó, nhìn thẳng vào cam, quay quay giật giật nhẹ nhàng, mặt thậm chí còn không biểu cảm, nhưng mà vẫn đẹp trai xinh gái hết nước chấm. Và trùng cuối, cũng ngồi im với skin khuyên môi và giật cam theo beat, nhưng điều thu hút chính là nhan sắc chấn động với skin nét căng trên khuôn mặt. Không hương chỉ là thân hoa dại, cũng đủ làm gió thắc mắc thầm thương, đi có hoa rất thấy ngại. Đôi mắt to hai mí rõ một một, sống mũi cao, đôi môi mọng cùng gương mặt thanh tú. Vẻ đẹp phi giới tính khiến cư dân mạng khẳng định, hoa này tuyệt sắc. Mời đẹp! Mời đẹp! Các bạn nghĩ sao về chiếc trend này? Đuổi ngay đi thôi. Và đừng quên like, share, subscribe để cùng TV Trends cập nhật những câu chuyện thú vị hàng ngày bạn nhé.